Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tiếng Tính Quê Hương của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 40 năm kể từ khi Bác Hồ, vị lãnh tụ, vị cha già kính yêu của dân tộc về với cõi Vĩnh Hằng. Đã có hàng trăm ca khúc viết về Bác Hồ, ngợi ca tâm hồn, miêu tả chân dung người, để hàng ngày trong những mái trường xã hội chủ nghĩa hay trong mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của dân tộc, những tiếng ca viết về người lại được cất lên với một niềm thương nhớ, biết ơn sâu sắc. Với những người con dân tộc tại Bắc Cạn, tình yêu, lòng biết ơn đối với Bác Hồ được thể hiện trong những lời then, tiếng tính, gần gũi mà tha thiết. Hình ảnh của Bác trong những bài hát then của người Tày giản dị ấm áp như một vị cha già, cùng với đó là lòng biết ơn chân thành sâu sắc. Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác, những người sản xuất chương trình Tiếng Tính Quê Hương của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin gửi tới quý vị và các bạn những bài hát then ca ngợi Bác Hồ do các nghệ nhân then, diễn viên quần chúng của tỉnh Bắc Cạn biểu diễn. Thank you.
Thank you.
Chương trình Tiếng Tính Quê Hương của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.